Tết Nguyên Đán đang rất cận kề rồi, vì vậy Nightsky sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo hiệu ứng ảnh 3D tràn khung cực kỳ độc đáo bằng PowerPoint để thiết kế được ảnh đại diện thật chất và nghệ giống như Sixteen Thief vào dịp Tết này nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Insert, chọn Screenshot để chụp ảnh khu vực tương tác của Facebook. Mọi người nên mở sẵn trên trình duyệt một bài viết có lượt tương tác cao nha. Sau đó chúng ta phóng to ảnh sao cho bằng chiều ngang của slide rồi di chuyển xuống dưới đáy. Bước kế tiếp, chúng ta giữ Ctrl kéo ảnh ra ngoài để nhân đôi, rồi vào Picture Format, chọn Remove Background để tách nền bộ phận muốn tràn ra bên ngoài khung ảnh. Những phần đang có màu tím sẽ bị PowerPoint xóa đi. Mình sẽ dùng dấu cộng để đánh dấu phần cần giữ lại và dùng dấu trừ để đánh dấu phần muốn xóa đi. Sau khi hoàn thành, chúng ta nhấn Keep Trends để lưu kết quả. Chúng ta di chuyển sao cho hai ảnh trùng khớp vị trí với nhau, rồi dùng Crop cắt lấy khu vực bên dưới của ảnh. Vẫn trong Picture Format, chúng ta vào Effect, chọn Shadow để tạo bóng, giúp cho bộ phận tràn ra bên ngoài có chiều sâu và cảm giác 3D tự nhiên hơn. Và đây là thành quả của chúng ta. Với những bức ảnh đại diện đầy sáng tạo và bất ngờ này, chắc chắn chúng ta sẽ sở hữu những bài viết với quá trời lượt tương tác từ bạn bè, người thân. Thậm chí chúng ta còn có thể thiết kế thêm animation để tạo nên những đoạn intro video đặc biệt cho Story Instagram, TikTok hay YouTube. Và nhân dịp năm mới, Nightsky cũng có một đoạn intro PowerPoint dành riêng cho năm Nhâm Dần để gửi tặng tới mọi người. Chúng ta sẽ tải intro này tại nightsky.vn/intro/2022. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại nightsky.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Nightsky, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.